nàng dâu hào môn sướng nhất được gọi tên xoài non, được mẹ chồng ủng hộ mặc kiếm vải. Em mới chồng xong cái em mặc đồ khó, cái hỏi mẹ đẹp không? Đẹp, đẹp không hay xấu chị con ơi. Mời đẹp, mời đẹp. Hứa sinh con trai tặng khách sạn, con gái cho căn nhà. Nếu mà em để được con trai thì sẽ cho em khách sạn, còn em để được con gái thì sẽ cho căn nhà. Không chỉ là bà xã của streamer giàu nhất Việt Nam mà Xoài Non còn ấm luôn danh hiệu nàng dâu hào môn được nhà chồng cưng chiều số 1 showbiz Việt. Sự khéo léo, ngoan ngoãn của nàng dâu đôi mươi khiến cho bố mẹ Sebisis cưng con dâu hất nhà. Trong một bài phỏng vấn mới đây, Xoài Non tiết lộ cô được cả gia đình nhà chồng thương yêu như con ruột. Chính vì vậy, kể từ ngày kết hôn, cô gần như không phải lo lắng quá nhiều mà được sống vô tư, thoải mái, làm công việc mình yêu thích là nghệ thuật và kinh doanh. Chưa dừng lại ở đó, Xoài Non còn là con út trong nhà nên càng được ba mẹ chồng cưng chiều, đến nỗi dù nằm trong bệnh viện như ông cũng dành phần ăn cho con dâu. Rồi ba chồng em thương em lắm 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 luôn á. Có một lần thì ba chồng em nằm trong viện có hai cái bánh giò thì bố mới nói là xoài ăn thì bố mới ăn, thì em lại cảm giác là ồ kiểu bố sao bố thương mình dữ vậy. Còn với mẹ chồng, bà chẳng những không áp được chuyện con dâu phải đảm đang nữ công gia chánh mà còn yêu chiều Xoài Non đến mức để cô ngủ nướng còn mình nấu ăn. Thằng mẹ biết là em hay làm việc khuya ấy thì em sẽ không thể nào em dạy em nấu cơm được hết, thì mẹ nấu cơm xong rồi mẹ ghi note vào tờ giấy, không bao giờ mẹ trách em làm gì hết. Wow. Ngoài ra, khi thấy Xoài Non diện trang phục kiệm vải, táo bạo, bà không hề phàn nàn, khó chịu hay trách móc. Ngược lại, bà còn ủng hộ con dâu và cho rằng đẹp khoe, xấu che. Em mới chồng xong cái em mặc đồ khó, cái hỏi mẹ đẹp không? Đẹp, đẹp khoe xấu che con ơi. Mời đẹp, mời đẹp. Nghe đến đây, ai cũng muốn xin vía Xoài Non để có được mẹ chồng tâm lý hết đức chấm. Ngoài ra, Xoài Non cũng cho biết sau vài năm kết hôn, cô tự đặt áp lực cho bản thân về chuyện con cái. Bởi lẽ, người đẹp muốn có em bé sớm để không có nhiều khoảng cách tuổi tác với con, từ đó sẽ đồng hành và hiểu con nhiều hơn. Nhưng về phía gia đình chồng, ba mẹ chỉ động viên và hoàn toàn không ép buộc gì cô. Lúc nào, gia đình chồng cũng tạo điều kiện tốt nhất để Xoài Non thoải mái về mặt tâm lý. Trước đây, trong một chương trình truyền hình, nàng hot girl còn từng tiết lộ được nhà chồng cưng chiều đến mức hứa tặng quà khủng nếu sinh con đầu lòng. Nếu như gia đình khác sẵn sàng tặng cháu hiện kim bạc triệu hay vài cây vàng, thì bố mẹ chồng của Xoài Non chơi lớn khi tuyên bố sinh con trai tặng khách sạn, con gái cho căn nhà. Nếu mà em để được con trai thì sẽ cho em khách sạn, còn em để được con gái thì sẽ cho căn nhà. Quá chuẩn luôn. Vỗ tay, vỗ tay. Trong nhiều hình ảnh, video đăng tải trên mạng xã hội, Xoài Non cũng chứng minh độ thân thiết với ba mẹ chồng. Cô lúc nào cũng quấn quýt, vui vẻ trò chuyện với mẹ như ruột thịt trong nhà. Cô từng khoe được ba chồng tâm lý đến mức biết con dâu không ăn được thịt mỡ nên ngồi lọc từng miếng cho cô. Khi đến thăm mẹ, bà còn tuyên bố rằng sau này bao nhiêu tài sản sẽ cho con dâu hết. Con ngoan đúng không mẹ? Ngoan. Con ngoan, con lợi phép, con thương mẹ. Giám khảo, bao nhiêu tài sản sẽ cho con hết, cho con hết. Cho con hết. Tin chắc. Trời đất ơi, tự nhiên cái thuộc tính lại đèn luôn. Tự nhiên con hết hồn mày. Vừa xinh đẹp, vừa khéo léo, ngoan ngoãn, hiếu thảo thế này, bảo sao mà Xoài Non không được bố mẹ chồng yêu thương hết mực. Nhìn vào cuộc sống của cô, hội chị em chỉ biết vào xin vía.